Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh GT Guitar Shop. Cuối tuần này chúng ta sẽ lại có một cái guitar battle nữa ha. Và cái guitar battle lần này cũng sẽ rất là chất lượng. Mình sẽ cho các bạn nghe hai cái đàn có dáng Grand Concert và có Cutaway. Mặt đàn đều là gỗ thông hết, tuy nhiên gỗ lưng hông nó sẽ khác nhau. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu từng cây xem là gỗ lưng hông nó là làm từ cái gì và nó khác nhau như thế nào ha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn cây AN07CX bản special của Đại Việt ha các bạn. Cái đàn này có bộ inlay của Đại Việt nè, nó hơi khác một chút xíu đó, nên mình sẽ giới thiệu kỹ về cái này sau. Mặt đàn nó vẫn là mặt thông, tuy nhiên cấp gỗ nó là 4A các bạn, mặt rất là mịn luôn. Rồi, cái điểm đặc biệt của cái bản special này nó chính là gỗ lưng hông. Các bạn có thể nhận ra đây là gỗ Makasa Ebony, một cái loại gỗ rất là cứng ha các bạn, và nó cũng rất là đẹp luôn. Đấy, một cái đàn dáng Grand Concert, mặt đàn là mặt thông Sitka và lưng hông là gỗ Makasa Ebony. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái thứ hai một chút ha. Cái thứ hai này thì các bạn đã gặp rồi, cái này là cây 82CE của Taylor nè, nó cũng là dáng Grand Concert với một góc khuyết cutaway. Rồi nó cũng có mặt đàn là mặt thông Sitka, rất là đẹp luôn. Tuy nhiên lưng hông của nó khác với cây thuận. Lưng hông của cây này là gỗ Indian Rosewood. Cả hai cái loại gỗ này các bạn nó đều thuộc vào cái nhóm gỗ mà cho cái tiếng bass tốt. Tuy nhiên cái tính chất gỗ của Makasa Ebony nó lại khác một chút các bạn ạ. Nó cứng hơn và nó nặng hơn thằng Indian Rosewood, cho nên nó là khi các bạn đánh lên các bạn thấy cái trép của nó phản hồi ra cái tiếng nó rất là long lanh, rất là đẹp luôn. Cho nên là nếu mà các bạn đánh hai cây Indian Rosewood và Makasa Ebony lên thì các bạn sẽ luôn thấy là cái cây Makasa Ebony nó sẽ cho cái treble nó nổi bật hơn cây Indian Rosewood một chút. Và một đặc điểm nữa đó là cái độ punchy của âm thanh, bởi vì nó cứng đó các bạn, nên là nó phản hồi cái âm thanh rất là mạnh và nó rất là nhanh, cho nên là nó tạo ra một cái độ punchy pum pum khá là rõ cho cái đàn ha. Rồi chút nữa chúng ta nghe chúng ta sẽ để ý các cái đó. Một cái đặc điểm nữa là do cái gỗ nó cho cái treble nó long lanh đó các bạn, cho nên là nếu mà các bạn để ý vào cái phần mà harmonic đó thì các bạn sẽ thấy là một cây đàn gỗ Makasa Ebony nó sẽ cho cái harmonic có cái độ trong trẻo tốt hơn Indian Rosewood một chút ha. Dĩ nhiên là hai cái đàn này nó có cái dàn nan cầu hoàn toàn khác nhau, cho nên là âm thanh của nó cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên các bạn sẽ vẫn nghe ra được cái đặc tính của Indian Rosewood và Makasa Ebony rất là rõ. Rồi, ok, chúng ta cùng vào phần âm thanh nhé. Thank you.
Thank you.